Hello Linh. Hai mẹ. Con đang làm gì? Xếp áo. Ồ, xếp áo lạnh của con hả? Để làm chi vậy? Con xếp đây á. Linh á, thích con ếch á. Xong nên chơi với con mình đi. Mình chơi con nhưng mà ai chở mình lại? Ai chở mình lại rước con? Tư hả? Tư là gì của mình? Ba của mình. À, rồi Tư là gì của con? Uncle hả? Sister, I mean brother của mẹ. Brother là gì? Là anh. Đâu con đếm gì, đưa mẹ coi cái áo hả, rồi gì nữa? Nước hả? Có iPad không? Có iPad hả? Có mask. Ô, mask nữa nè. Wow, giỏi quá vậy ta. Đủ hết luôn nha. Nhớ, nếu mà đi ra ngoài thì nhớ đeo mask. Mask, hand sanitizer. And be, and wash your hands. Wash your hands. And be clean. Ok. Xong hết chưa? Almost. Con có cần đem cái charger cho cái iPad không? Chút nữa hỏi ba rồi bỏ vô ha. Ok, giờ mình ra mang dài đi, Tư sắp tới rồi. Trước khi đi trải giường cho đàng hoàng á. Giỏi dữ vậy ta. Giường của công chúa đẹp quá vậy. Princess đẹp quá vậy. Ok. Cái gì giỏi quá luôn à. Nó cái gì giỏi hơn Tư luôn. Có già mẹ không? Nè, lấy lá ba kìa. Ok, rồi lấy đồ đi. Rồi, bye Tư. Thank you Tư. Enjoy nha. Bye. Giải. Lâu lắm mới được đi chơi với bạn ha. Oh, bye. Have fun. Bye. Bye luôn. À, đây là trong The Block, cái là khu shopping mall outlet ở Orange County, cách bộ xe rất là gần. À, mở cửa kia hả? Shopping mù Covid. Shopping mùa Covid đây. Ở đây là cũng đồ hiệu dữ dội lắm à. Ừ, dữ quá. Levi cũng đã đóng gỗ hết rồi. Vừa là họ còn hoa cổ nó vô nó đập phá đó. Trong khi các tiệm khác thì bình thường. Tiệm Columbia. Tiệm này là đồ thể thao. Nó mới vừa khai trương thì nó phải đóng cửa liền. Tại vì đại dịch và mở rộng. Đóng mấy cái thanh gỗ hết. Ở
Yuwon thì mở cửa nhưng mà giới hạn, cũng đứng gate line. Mấy chỗ đồ chơi của trẻ em mà thú nhúng à, họ bao bọc là hết, không có chơi chơi nữa. Từ lúc Covid tới giờ. Guitar Center, cái tiệm này Lộc hay thương bây giờ lắm. Hôm nay họ đã mở cửa rồi và chắc phải có cái like. Ồ đúng rồi, những cái like kìa, cái like hơi bị nhiều, trời đông quá.
chảy xuống càng chảy xuống. Tung tăng như cặp tình nhân trẻ. Hồi nhỏ hồi xưa là anh với em là đi chơi cũng nắm tay. Từ lúc con mà quên vừa nắm tay ha. Sao giờ nắm tay nó cũng phê ha. Hồi xưa lãng mạn, giờ lãng xẹ. Lãng mà cũng xẹt nữa hả? Rồi gứa chứ sao nữa? Xẹt là điện á. Lãng mà nó có điện trong nó ghê. Ngồi nghỉ mệt chút anh ơi. Thôi, hôm nay thoải mái quá. Cho con đi chơi rồi ha, cho hai vợ chồng son đi dạo phố. Xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn và các em thân mến. Xin kính chào quý vị. Hôm nay mình thấy là không khí nó hồi sinh rồi. Shop cũng mở rất là nhiều nơi mở luôn. Và Hồng Loan cũng biết là Ross cũng mở nhiều lắm rồi. Ngày mai Hồng Loan sẽ dẫn quý vị đi Ross nha, để mình vô đó mình coi giá đồ Ross, trời ơi nó rẻ ơi là rẻ luôn. Thường đó là những cái đồ ở ngoài đó giá 10 đồng thì trong Ross nó chừng khoảng 3 đồng mấy 4 đồng thôi quý vị. Thì nó rẻ rất là nhiều. Ross đó là đồ của Ross đó, là đồ outlet mà của Macy. Là những cái đồ mà họ bán qua một cái thời gian rồi là bắt đầu họ đẩy thùng qua bên Ross, cho nên Ross đồ cũng rất là tốt, cũng có đồ hiệu, những cái hiệu mà người Việt Nam mình rất thích luôn và giá là siêu rẻ. Bây giờ thì Hồng Loan xin phép update cái tình hình bệnh của sáng sớm ngày hôm nay, ngày 8 tháng 6, gửi đến quý vị ha. Số ca bệnh là 2.023.509 người bệnh, số người mất là 112.985 và số người được chữa khỏi là 770.583. Ca bệnh thì mình thấy cũng recover thì cũng được nhiều đó, nhưng mà không phải là nhiều lắm mà nó vượt quá. Nhưng mà Hồng Loan thấy là trong vòng 4-5 ngày nay á, là ca bệnh tăng so với lại cái tuần trước đó quý vị. Ngày nào cũng thấy 20 mấy ngàn ca hết. Hồi tuần trước đó thì mình thấy có lúc mình thấy có 10 mấy ngàn. Bây giờ là lên 20 mấy ngàn, không có ngày nào dưới 20 hết đó. Mà theo dự đoán của một số người đó quý vị, thì sau những cuộc biểu tình bạo động này xảy ra đó, con số có thể tăng lên. Sẽ còn tăng hơn nhiều nữa. Cho nên nhiều khi đi ra ngoài đi dạo thì chứ thật sự mà nói mình đi dạo cho nó relax thôi, chứ Hồng Loan với lại ba mẹ cũng không có dám vô nhiều nữa. Như vô chỗ nào mà mình cảm thấy nó thoáng, nó rộng rãi, mình đi để cho thoải mái đầu óc, chứ cũng không có dám đi giống như hồi xưa, không có thoải mái được. Mình phải tự bảo vệ mình. Quý vị cũng có nghe là cái kho hàng của Amazon đã bị bốc cháy. Rồi sáng sớm ngày thứ sáu. Từ sáng sớm ngày thứ sáu. 5 giờ mấy sáng. Ngày cháy luôn. Ngày cháy cho tới chiều tối. Quý vị mà nhìn thấy cái hình ảnh mà cháy đó kinh khủng lắm quý vị ơi. Giống như một cái khu làng bị cháy vậy, chứ không phải là một cái nhà bị cháy.
nó rộng lớn lắm. Nó cháy cái khu kho hàng rồi nó cháy luôn, mấy bên trong vô sâu, mấy bên trong rừng trong luôn. Đúng rồi. Mà ở trên cái khu đó đó là rừng cũng rất là nhiều, mà Hồng Loan thấy cháy kiểu đó Hồng Loan sợ cháy luôn rừng đó. Mà quý vị, cháy rừng một cái là cháy mấy ngày chứ không phải là ít, cho nên rất là nguy hiểm. Mà California mà cứ mùa nắng tới là bị cháy. Thì bây giờ cái vụ cháy mà của Amazon đó, mình cũng đợi xem là nó là bất cẩn cháy hay là có một cái sự sắp đặt nào đó. Tại vì trong cái thời mà nó nhiễu loạn quá đi. Tôi Lộc biết Amazon là một cái chỗ kho hàng được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại nhất của Mỹ mà nó bốc cháy một cách tàn nhẫn nhiều, quý vị thấy không? Đúng rồi. Mình cũng không biết được, thầy chưa có câu trả lời nên mình không dám khẳng định là cái gì, nhưng mà hy vọng nó là một cái gì đó nhẹ nhàng hơn. Ngày hôm kia đó Hồng Loan có nghe được là có 57 người cảnh sát ở New York họ cùng với nhau gọi là xin nghỉ vì cái vấn đề mà có hai cái vị cảnh sát mà xô cái người đàn ông 75 tuổi đó. Thì bây giờ hai vị cảnh sát đó đã bị gọi là ngưng việc và không được lãnh lương để chờ xét xử xem như thế nào. Thì những người cảnh sát, những cái bạn đồng nghiệp họ cảm thấy bất bình là giống như là cho ngưng việc mà không mang lương để điều tra nhưng mà vẫn phải để cho người ta có lãnh lương. Thì ý của những người đó như vậy á, nó thì mình cũng không biết tình hình sao, mà tình hình mà thấy cảnh sát mà cứ gặp nhiều khó khăn quá như vậy, rồi nhiều cảnh sát họ xin nghỉ việc thì ai sẽ là người đứng ra để mà bảo vệ cho người dân. Đúng rồi, mà Lộc có coi cái video đó. Cái video là một cái tốp cảnh sát đi dàn hàng ngang và họ đang đi tới. Thì những cái người nào đứng ở đó thì họ có quyền họ đẩy đi, cái đó là cái nhiệm vụ của họ thôi, chứ không phải là họ cố tình. Hồng Loan thấy nha, Hồng Loan thấy là có giống như là đẩy ổng chứ không phải là đẩy mạnh. À đúng rồi. Đẩy một cái thì nếu mà cảnh sát đẩy mình mạnh đó, thì đẩy một cái là mình bật mình té liền. Còn cái này là cảnh sát đẩy ổng thì ổng lùi dài bước. Tại vì ổng lớn tuổi quá cho nên ổng bị mất thăng bằng và ổng té. Và cái điều mà xui là ổng té ổng đập đầu, thì người lớn tuổi mà té dễ đập đầu rồi xương này nọ thì rất là dễ gãy, dễ vỡ. Người ta nói là hàng dễ vỡ đó. Cho nên là ông bị chảy máu đầu. Thì cái đó thì mình cũng cần phải điều tra xem là người đó lại nói gì với cảnh sát và câu chuyện nó xảy ra là như thế nào. Chứ thấy bây giờ thấy cảnh sát cũng thấy tội. Không, em mới vừa coi tức thì một cái video clip là nguyên một vàng người họ biểu tình, họ để là Black Lives Matter. Thì họ đứng, họ kêu cảnh sát phải quỳ xuống, bắt mấy người cảnh sát phải quỳ xuống. Thì ông cảnh sát đó, ông nói các người cứ biểu tình, tôi đâu có làm gì đâu, thì giờ tôi cứ đứng đây, chừng nào mà có bạo loạn hay gì thì tôi ngăn cản, còn hiện giờ thì chúng tôi cứ đứng, các người biểu tình, tại sao kêu tôi quỳ? Mà nó la lên, nó kêu Onyani, kêu quỳ xuống, vậy đó. Mà mình thấy làm gì kêu quỳ, tại sao phải quỳ? Tự nhiên có những người đi đám ma, những người cao cấp đi đám ma của ông George Floyd thì quỳ xuống, cúi đầu xuống, giống như coi ổng giống như là một vị anh hùng, có thể một so vị sánh ổng như là một vị anh hùng. Mình không bằng lòng chuyện đó. Đúng rồi, cái chuyện này theo Lộc nghĩ thôi là nó giống như một cái con cờ của một cái ván cờ vậy quý vị. Họ sắp đặt rồi họ đưa vô một cái tình thế bắt buộc như vậy. Thì anh George Floyd này, ổng cũng là một cái con cờ thí của một cái thế lực nào đó, mình không biết, nhưng mà mình nghĩ như vậy chứ không phải là một vị thánh, một vị anh hùng gì hết. Bây giờ mình nói là bây giờ biểu tình để mà đòi hỏi sự công bằng. Thì nếu mà đã gọi là công bằng thì họ không để chữ black, họ phải để chữ all life matter. Chứ yes, phải là Black Lives Matter. Vậy ví dụ giờ mình nói đi, giờ người châu Á mình đi biểu tình mình để Yellow Lives Matter,
đúng không? Ừ. Mình phải để all life member công bằng cho tất cả các màu da. Còn này họ chỉ đòi hỏi cho họ thôi. Mà tại sao những màu da khác lại ủng hộ cái chữ đó? Đúng mình rồi. Không có kỳ thị, mình không kỳ thị, nhưng mà mình nói theo suy nghĩ của mình nói nếu mà đúng ra thì mọi nơi cũng kêu là ủa tại sao người châu Á im lặng quá, không lên tiếng để mà biểu tình cái này. Mình đồng ý nếu lên tiếng biểu tình thì biểu tình cho công bằng của tất cả mọi người trên thế giới, chứ không phải giờ riêng một sắc da màu đen được. Đúng rồi. Nếu mà quý vị đọc thấy có nhiều người Việt Nam cũng đề Black Lives Matter. Mình nếu mà mình là người Việt Nam mình không cầm cái chữ đó. Mình không cầm đâu. Những người mà da trắng thì họ cũng không nên cầm chữ đó, tại vì nếu mà họ để black vậy là họ kỳ thị da vàng. Sao? Đúng rồi. Không, mình có thể bắt lỗi họ như vậy. Ở bên đây là cái vấn đề kỳ thị nó rất là nặng, nếu mà bị phạt rất là nặng. Mà họ làm như vậy là họ kỳ thị rất một bà cố người ta luôn. Vào cái ngày 6 tháng 6 có một phó cảnh sát trưởng ông đã bị chết mà hai người sĩ quan bị thương trong một cái vụ phục kích ở quận Santa Cruz thuộc tiểu bang California. Vào lúc 1 giờ 30 chiều có một chiếc xe tải nhìn rất là đáng nghi ngờ, rồi có súng ống và có những cái vật liệu mà chế tạo bom ở đậu gần ở Jamison Creek Road. Thì ông phó cảnh sát trưởng với hai người đồng nghiệp mới theo dõi cái xe này, thì sau khi theo đến một cái ngôi nhà ở Ben Lomond thì xe cảnh sát bị tấn công bằng súng và chất nổ luôn quý vị. Có nghĩa là xe trang bị đầy đủ nha. Vị phó cảnh sát trưởng 38 tuổi, người đã có vợ và là cha của một đứa bé, rồi vợ thì đang mang thai nữa, thì bị thương rất là nặng, nhưng mà cứ đưa đi đến bệnh viện ông đã qua đời. Ai đòi lại công bằng cho người cảnh sát này, phải không? Còn hai cái người còn lại thì là đang bị thương nặng. Đó cũng là một cái động lực mà để cho 57 cái người cảnh sát họ rời đơn vị để họ phản đối những cái việc đó. Họ đòi công bằng cho những người đồng nghiệp của họ. Một điều mà làm cho mình cảm thấy cũng tức nữa là ngày hôm thứ Bảy có một cái sự kêu gọi cho 1 triệu người đến biểu tình ở trước Washington DC, ở khu vực Nhà Trắng, tòa nhà Quốc hội, vòng vòng khu vực đó. Thì cái lời kêu gọi biểu tình đó thì cuối cùng ngày thứ Bảy có khoảng 100 mấy chục ngàn cho tới 200 ngàn người thôi. Mà họ biểu tình vì cái vấn đề mà Tổng thống Trump đòi đưa quân đội xuống để mà bảo vệ cho những cái nơi bị biểu tình. Như hôm bữa trước mình có nói á, mà mình nói mình thấy điều này đúng nha, tại vì bạo loạn chứ không phải biểu tình, cho nên đưa quân đội xuống là để chống bạo loạn chứ đâu phải chống lại những người biểu tình ôn hòa đâu. Đúng rồi. Mà biểu tình Tổng thống Trump, biểu tình Nhà Trắng về cái vấn đề đó, và biểu tình về cái vấn đề mà cái hôm mà ông đứng ông đọc diễn văn xong ông mới đi xuống để mà ông đi qua bên nhà thờ, thì đương nhiên khi mà tổng thống mà đi thì những lực lượng xung quanh người ta phải dọn dẹp, phải cho người dân tách qua hai bên để cho tổng thống đi, cái điều đó là điều đương nhiên. Và họ nói là tổng thống Trump đi như vậy là để cố ý mà để xua đuổi mà đánh những cái người đứng xung quanh đó. Bây giờ có cái gì mình làm đúng họ cũng nói sai đó. Bây giờ hiện tại giờ đó mọi cái người đó, cái đầu óc họ ta như vậy rồi. Có nghĩa là họ đã cố tình họ gây phá thì cái gì trong mắt không là cái gai hết. Bất cứ cái gì là người ta làm. Ví dụ như quý vị cũng thấy là khi lúc nào mà tổng thống mà đi bộ hay đi trên xe hay gì, lúc nào dân cũng dạt ra hai bên để đường tổng thống. Chứ tổng thống đi mà nhào vô thì đương nhiên những người đó phải đẩy ra rồi, đúng không? Đúng rồi, chưa kể là không lẽ bây giờ nếu mà tổng thống đang đi cái nó dùng những cái vũ khí gì nó tấn công sao, đúng không quý vị? Mà thật sự mình không, Loan với Lộc không có binh đảng nào hay là không có gì hết. Nhưng mà mình thấy cái điều mà mình binh ông Trump là bởi vì nếu mà ông sắp tới ông có nữa đó thì ông sẽ là người đánh cái bọn Trung Quốc. Cái bọn Trung Quốc là cũng là những cái tụi mà nó tạo ra những cái điều mà để gây hại đến rất là nhiều người. Cho nên mình binh vực, mình muốn Tổng thống Trump
làm tổng thống nữa là vì điều đó, là điều đó trước nhất thì Hồng Loan nghĩ bây giờ người Việt Nam của mình đa số là chắc cũng ủng hộ tổng thống Trump. Nhưng mà nếu có người nào mà không ủng hộ thì Hồng Loan nghĩ cũng không thành vấn đề, thì mình đó là chính trị mà, thì mình thích ai thì mình nói vậy thôi, chứ không phải là mình thích đảng này mình ghét đảng kia, mình không có vấn đề đó. Nhưng mà mình thấy cái điều mà trước mắt để mà có được cái lợi cho người Việt Nam của mình, có lợi cho cả thế giới, thì cái đó là điều mình mong muốn. Thì Lộc thấy là gió thổi nó rung quá anh. Kệ không sao. Lộc thấy nếu mà mình đã sống ở nước Mỹ thì bất cứ cái đảng gì nó cũng phục vụ cho người dân hết á. Tất cả cái đảng nào cũng một cái mục tiêu là làm cho đất nước giàu mạnh, phục vụ cho người dân tốt. Thì mình thấy trước mắt là mình thấy là cái điều gì đúng, gì được phải thì mình nói đúng, mình nói phải thôi. Điều này sai trái thì mình nói sai trái, chứ mình không binh bất cứ một đảng phái nào hết. Nếu quý vị của mình một đảng phái nào hết thì đừng có trách về Lộc với Loan, tại vì Lộc Loan nhìn bằng con mắt thường đó, nhìn trước thấy sự việc sao mình nói vậy thôi. Và có một cái điều nữa mà Hồng Loan cảm thấy hả, thật sự là Hồng Loan không có bằng lòng chút xíu nào, là cái bà thị trưởng mà ở Washington DC đó, bà cho đổi cái tên đường mà nguyên một cái đường vẽ nguyên cái chữ Black Lives Matter, nguyên cái chữ màu vàng to thiệt to trên con đường đó luôn. Như vậy thì ai mà bước lên vào cái đường đó là không được cái màu da khác, chỉ có màu da màu đen thôi. Nói gì nói ta nói kỳ thị. Lòng nói vậy đó, giờ nói vui, nhưng mà thật sự quý vị thấy không, nó ghi như vậy là kỳ thị đó. Họ kỳ thị những màu da khác, không có ghi màu da họ only. Nhưng mà bà cho thay đổi, bà cho làm vậy là cũng là một cái hình thức bà chống lại ông Trump. Mà sao giờ mình thấy khắp nơi ha, khắp nơi đều rất là nhiều thành phần mà chống lại bất kỳ ông Trump nói gì, ông Trump làm gì là cũng chống hết. Hôm bữa cái ngày thứ bảy thì ổng nghe kêu gọi là cả triệu người, mà cuối cùng là chỉ có 100,000-200,000 người thôi. Cái ổng mới nói là ý ông tweet, ông nói ý như là tưởng là nhiều lắm, ai nhà là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi những vệ binh quốc gia của tôi, các anh làm rất là tốt, cảm ơn các anh. Mà cái tánh của ổng thì, mà mình nghĩ nhiều khi cả ngày ổng stress quá đó, xong rồi cái tối mà khi mà ổng bắt đầu ổng được thư giãn thì cái đầu ổng mới quay lại những cái chuyện mà những người mà làm cho ổng hơi bức xúc, ổng tức tối cái ổng lên cái ổng tweet câu vậy đó. Mà mình thấy cũng tội nghiệp những cái nhà lãnh đạo lắm. Trời ơi, nhức óc mấy ngày hôm nay là đau đầu nhức óc lắm. Mà bây giờ là còn bị nhiều người mà danh tiếng, nhiều người mà có quyền chống lại nữa. Thì điều đó làm cho ổng còn căng thẳng thêm nữa. Bây giờ mình không nói tin buồn đó nữa ha. Tại vì mình nghĩ là chắc cũng trong vòng vài ngày nữa thôi, mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa. Và cái tin mừng cho Orange County đó là hiện bắt đầu thứ sáu là tất cả các phòng gym, hair salon, quán bar, barbershop là có thể mở cửa lại hết. Đó là lời của ông thống đốc Newsom kêu phát biểu để cho chúng ta mở cửa. Thì quán bar mở cửa lại, thì cũng như là có nhiều nơi ở những tiểu bang khác cũng đã mở ha. Có giống như có tiểu bang có cái Houston đó mở mà không cho đeo mask vô, không biết quán bar ở khu vực này có như vậy không. Và có một cái ngoài những cái hình ảnh mà gọi là mình đau lòng, thì bên đó thì cũng có những ảnh mình cảm thấy mình hãnh diện, mình rất là tự hào. Đây là những một số ảnh mà về những cái người mà đi thu gom, thu dọn những cái gì mà những chiến tích của các anh hùng đã gây ra đó. Chiến tích của những người mà bạo động gây ra đó. Đây, một người cha dắt ba người con đi cầm theo chổi quét, không? Và những người mẹ đây, người mẹ kêu đứa con cùng lao cái bức tường đã bị sơn bởi những cái thành phần quá đáng. Đây là cũng là hình ảnh của người mẹ và người con. Thấy không? Rồi. Ủa sao mình thấy Mỹ trắng không à? Mỹ trắng. Phần lớn là Mỹ trắng. Hôm bữa là coi cái hình này thì có cái người đưa cái hình này lên mà nói, nè,
Plug Life Matter xong mới thấy người nào mà plug mà đi mà lao chùi mấy cái vụ này hết trơn vậy. Rồi tiếp theo nè quý vị thấy không, tất cả mọi người luôn nè, đâu không có người Mỹ đen nè đấy. Đó. Có cô da màu này nè, thấy không, hai ba cô da màu nè. Có cô da màu này thì để chi đi chụp hình thôi. Đó quý vị thấy không, quý vị làm ra rồi để cho mọi người gánh hậu quả, mọi người lao chùi cái hậu quả. Nhìn cái hình ảnh đi quý vị. Rồi đẹp, sẽ thấy cái gì đúng, cái gì sai ha. Và trong mấy ngày hôm nay đó thì Hồng Loan nghe nói là cảnh sát đã bắt thêm rất là nhiều người bạo động cũng như là cướp giật hôi của. Nghe nói hình như 200 người Việt Nam chẳng. Dữ vậy. Tại vì họ coi lại những cái video clip, họ coi lại tất cả của những cái video của những cái cửa tiệm đồ này nọ đó. Họ đã theo dõi và bắt ha. Người Việt Nam mình cũng cảm thấy bây giờ người Việt Nam mình nó cũng cảm thấy rất là buồn và rất là bức xúc, rất là tức hình ảnh của những cái cô cậu mà 20 20 mấy tuổi mà đi ăn cắp rượu của người ta rồi quay livestream lại rồi cười giỡn, đùa giỡn cái chuyện đó. Hồng Loan nói một câu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Những cái em đó không có biết là cái luật pháp Mỹ nó nghiêm minh như thế nào, coi cái đó là một cái trò đùa. Thì cái điều đó nó vừa làm ảnh hưởng tới tương lai của các em, ảnh hưởng tới gia đình các em và ảnh hưởng đến người Việt Nam. Tại sao các em cái đầu suy nghĩ mà đi học, mà cha mẹ cho mình đi học để làm gì, để mình mở mang trí óc, để mình giúp ích cho gia đình, giúp ích cho xã hội. Còn đằng này mình đi học những điều tốt, không học mình đi học những cái điều mà để làm những điều mà cho chúng ta nè, người Việt chúng mình nè, cảm thấy mình phải dùng từ mình cảm thấy mình nhục quá, mình mắc cỡ. Theo Lộc coi cái video đó thì Lộc thấy mấy em biết sợ. Tại vì họ nói với chuyện với nhau, nói là ê có chừng camera quay đó mà tụi mày, tụi quay. Rồi nói chuyện vậy đó, có là nói không sao đâu, đây ai cũng lấy mà sợ gì mà không lấy. Rồi cầm lấy hai ba chai. Thì họ có quay được là lý do là bắt được, có thể bắt được là lý do là quay cái xe của những cái người đó, chiếc xe đó và cái giọng nói rồi cũng như cái dốc dáng đó, bạn bè họ có thể hơn. Nhưng mà giờ mấy cửa tiệm người ta có video hết. Có video hết. Quay được hết. Rồi một tiệm nó có mấy chục cái camera hết. Đúng mà. Rồi. Bây giờ là cái lúc mà cảnh sát đang làm việc ráo riết đây. Đây là một cái bản mà một cái lời văn của một người bạn gửi cho Lộc. Cái bài văn đó là như thế này, thì ý kiến của Loan là cũng rất là ủng hộ, thì đọc cho quý vị nghe thử ha. George Floyd, người Mỹ đen bị cảnh sát Mỹ trắng sau vinh đề cổ chết là sự thật ai cũng biết. Sự lạm dụng quyền lực quá mức của cảnh sát là có, cần được xem xét lại. Nhưng nhìn vào bản thống kê này, bạn thấy sự thật điều gì? Thí dụ cho một năm 2016, thời cuối Tổng thống Obama, người Mỹ trắng giết người Mỹ đen 243, người Mỹ đen giết người Mỹ trắng 533, người Mỹ trắng giết người Mỹ trắng 2854, người Mỹ đen giết người Mỹ đen 2870. Cái gì thấy đó, vậy sao gọi là họ nói là kẻ tấm lạng người nửa cân. Matter là matter ở khắp nơi, sự kỳ thị là có trong lòng, trong trí óc từng mỗi con người. Bạn tự nhận thức và tự xóa bỏ sự kỳ thị, sự hận thù trong chính con người bạn. Trong thế kỷ 21 này, sống ở Mỹ là bạn đang sống tự do và bình đẳng, đã có trong hiến pháp lâu rồi. Bạn đi đòi là đòi cái gì? Rồi. Bạn không thể xóa não những người kỳ thị được. Người nào kỳ thị thì đập ngay người đó bằng pháp luật. Bạn đòi hỏi quyền lợi mà đi cướp bóc, đập phá, đốt cháy của người khác là không đúng. Đừng làm mọi thứ thêm tệ hại, hãy làm mọi thứ tốt hơn. Bạn sẽ được tôn trọng, tiếng nói của bạn sẽ được lắng nghe nếu bạn biết cách làm thông minh. Rất là hay. Rất hay. Ừ. Cái lời nói này hình như của một cô Mỹ đen cổ nói. Và cổ có nói là có một cái thống kê như vậy nè, có nghĩa là dân số người da màu, người châu Phi á,
là 20% trên toàn nước Mỹ. Nhưng những cái người phạm tội giết người trên toàn nước Mỹ thì người Mỹ đen chiếm 42%. Thì cái cô này có nói đúng một điều là bạn muốn người ta không kỳ thị bạn thì bạn hãy làm điều tốt. Bạn hãy làm việc tốt để thời gian chứng minh để người ta không kỳ thị. Ừ. Phải không? Chứ còn mà bạn cứ làm những điều xấu thì mà bạn đòi hỏi là bạn đòi hỏi cái gì? Rồi, cho quý vị coi một cái video cuối ha, là cũng của một cái người, cũng da màu. Who says black lives matter? I've worked here part-time. Plus I'm a part owner of this. You said black lives matter. Why don't you choke me? I'm black. Tell him, sister. Look what you did to my store. Tell him, sister. No. Look what you did to my school. Tell them, sister. That's right, because I got they back. These are my dudes right here. Good men. Look at the things you've done. Good men. Look. The Black Lives Matter. We've been here all night cleaning up. All night cleaning. And you got black people standing right here with them. Black people. Tell me. That's right. Black Lives Matter. Exactly. You lied. You wanted to loot the store. You needed money. Get a job like I do. Stop stealing. This is the neighborhood. We're trying to build it up and you tearing it down. Chính người da đen người ta còn nói như vậy. Ừ. Thì... người phụ nữ này bữa giờ cũng nổi tiếng ở trên mạng xã hội dữ lắm. Đó là những người Mỹ đen họ lên tiếng. Bây giờ thật sự phần lớn người Mỹ trắng họ cũng chưa dám lên tiếng. Họ không giống như là họ không có lên tiếng. Nhưng mà mình sợ mình cái đà này á, mà nó cứ căng thẳng với nhau như vậy. Đến khi mà người Mỹ trắng mà cũng có những người họ rất là dữ dội. Thì mình sợ là lại có một cuộc bạo động khác nữa. Là còn mệt mỏi nữa. Mà cũng mong là cái cơ cuộc này nó sẽ qua mau và mọi người sẽ được bình yên trở lại, cuộc sống nó sẽ yên bình trở lại. Dạ, mình thấy một cái tuần mới bắt đầu thì mình cầu mong là mọi chuyện sẽ êm xuôi, nước Mỹ sẽ trở lại bình yên. Và tất cả các nơi hiện giờ cũng đang bị ảnh hưởng về cái vấn đề biểu tình này nè, thì cũng cầu mong là biểu tình trong một cái sự ôn hòa và chỉ trong một thời gian ngắn thôi, thế giới trở lại bình yên nha. Con Covid này đã hại chúng ta quá nhiều rồi mà bây giờ là chúng ta con người lại hại lẫn nhau nữa. Và mình cầu mong mọi điều bình yên đến hết với tất cả mọi người. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào một ngày gần đây. Ngày mai. Bye. Bye. Bắt luôn. Là trong bộ phim. Dạ, ông ơi, xin chào cô ạ. Ừ, đúng rồi đâu chú. Cái bên chủ cũ.